Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Mẹ Vặt Máy Tính của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đổi cái công cụ tìm kiếm mặc định ở trong trình duyệt Ad. Thì hiện tại nó đang để là Bing. Mọi người search cái bất kỳ nhá. Mẹ Vặt Tính không chưa? Đấy, nó search theo Bing này. Đấy, như này thì nó sẽ thi thoảng nó sẽ không được kết quả tìm kiếm như mình mong muốn ấy. Thì Google thì nó vẫn cho kết quả chuẩn hơn, phổ biến hơn. Đây, Bing này nhiều khi nó còn gặp lỗi như này này. Thì để có thể thay đổi tìm kiếm mặc định ở trên S thì mọi người vào setting. Đây, privacy search and service. Kéo xuống dưới đây, address bar and search. Đây. Mọi người chuyển lại sang Google. Search box được recommend để nguyên. Đây. Giờ mọi người tìm kiếm lại. Đấy, nó sẽ tìm kiếm ở Google này, trả kết quả ở Google. Đấy. Thì đem hướng dẫn nhanh thôi. Đấy, mình thấy thời gian đầu mình lục lọi ở trong cái phần setting này rất mất thời gian và không biết ở đâu cả. Thì mình hướng dẫn này mọi người ai sử dụng Ads thì có thể chuyển đổi sang tìm kiếm theo Google cho nó nhanh, gọn, tiện. Ok, mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video, đăng ký kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.